Những ngày qua, thị trường bất động sản Hà Nội đón nhận thêm hàng nghìn căn hộ giá hơn 10 triệu đồng một mét vuông tại khu đô thị Thanh Hà. Đại diện tập đoàn Mường Thanh cho biết, chỉ với 495 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ đã xây dựng hoàn thiện. Vậy, khu đô thị này liệu có đáng sống? Trước khi về tay tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, khu đô thị Thanh Hà do công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2008. Tuy nhiên, do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án hơn 400 hectare này bị bỏ hoang nhiều năm. Năm 2016, tập đoàn Mường Thanh chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại dự án với mục tiêu đưa Thanh Hà trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, ông chủ của chuỗi khách sạn tư nhân Mường Thanh lớn nhất Việt Nam, dự án đã thay đổi hoàn toàn. Từ công trình hoang hóa, đến nay, khu đô thị này dần hoàn thiện với nhiều hạng mục hạ tầng, tiện ích, cộng đồng được đưa vào sử dụng. Hơn 5.000 hộ dân đã về đây sinh sống, trở thành một trong những khu đô thị lớn nhất khu vực Tây Hà Nội. Tại khu vực đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư đề cao tiêu chí xanh với sự kết hợp giữa lòng hồ điều hòa, công viên cây xanh, chung cư kiểu mẫu và các căn biệt thự. Hai hồ điều hòa có tổng diện tích gần 30 hectare nằm ở ngay vị trí trung tâm khu đô thị, không chỉ tạo nên hệ sinh thái cân bằng mà còn góp phần tạo điểm nhấn, cảnh quan cho toàn bộ khu vực nơi đây. Không những thế, cư dân khu đô thị Thanh Hà còn được sử dụng những tiện ích công cộng đầy đủ. Về hệ thống giáo dục của khu đô thị Thanh Hà đã hoàn thành 3 trường mẫu giáo, 1 trường cấp 1, 1 trường liên cấp 1-2, phân bổ đều trên 2 khu A-B, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân khu đô thị trong tương lai. Các trường học trong khu đô thị Thanh Hà đều là những cơ sở giáo dục uy tín, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo như trường liên cấp Tuệ Đức, trường mầm non Kid Garden, trường mầm non song ngữ Việt Ý. Rất là nhiều các chương trình học mà hiện đại như là chương trình Montessori là chương trình giáo dục sớm. Thứ hai là chương trình song ngữ. Theo nhu cầu bây giờ của các bậc phụ huynh là rất nhiều phụ huynh quan tâm đến việc ngoại ngữ của các con. Hàng năm thì nhà trường cứ 2 tháng là nhà trường sẽ tổ chức cho các con đi dã ngoại một lần, đi khám phá những khu vui chơi mà những trải nghiệm ở những khu du lịch sinh thái. Khu đô thị Thanh Hà nằm trong vị trí đắc địa ở cửa ngõ thủ đô, có đường trục đối ứng Tây Nam. Chủ đầu tư cho biết, không chỉ là một nơi để sống, khu đô thị Mường Thanh Thanh Hà là nơi trải nghiệm hạnh phúc, nơi mỗi nhu cầu của cá nhân đều được trân trọng.